Xin chào toàn thể anh em, tiếp tục đến với clip của mình. Thì clip ngày hôm nay của mình bao gồm hai nội dung chính. Nội dung đầu tiên là nội dung bán ad. Bán ad thì trước khi đi vào nội dung chính ngày hôm nay thì mình xin đề cập một cái vấn đề, một cái nội dung khá là quan trọng và khá là cần thiết để anh em có thể lắng nghe và chú ý. Ok, thì nội dung ngày hôm nay mình cần đề cập đó là cái vấn đề rất là nhiều anh em DM cho mình, một cái vấn đề là khá nổi trội trên Võ Lâm 2 hiện tại, đó là vấn đề lừa đảo. Lừa đảo là lừa đảo như thế nào? Thì mình cũng xin nói luôn. Tức là anh em giao dịch mua hàng ở trên game, ví dụ như là bạn có xu bạn sẽ mua đổi lấy vàng. Bạn đổi lấy vàng của người ta, ví dụ bạn có mấy cao su chẳng hạn. Bạn muốn đổi lấy vàng thì bạn bán xu cho người ta. Nhưng mà cái tình trạng này thì khi mà tức là cái người lừa đảo đó, tức là cái người mua xu của bạn, thì họ lại giao dịch, họ lại đưa cho một cái người ta gọi là cái khế ước thư. Và cái vấn đề này thì thực sự là mình thấy rất là nhiều anh em có BM cho mình, kể cả mình cũng gặp rất là nhiều tình trạng ở trên group. Thì bây giờ nó cũng đã được khắc phục trên group rồi, nhưng mà nhiều anh em thực sự là đa phần nạn nhân đều là những người mà thường là những người bỏ game đã lâu, có chơi lại, hoặc là những anh em có thể là chưa chơi bao giờ và mới biết đến game Võ Lâm 2 thì gặp tình trạng này rất là nhiều. Đó là họ mua một cái khế ước thư và họ bảo là gia chủ tiền trang đổi lấy vàng. Vâng, thế mà anh em mình cũng không hiểu tại sao là nhiều anh em có thể tin tưởng bằng cách mù quáng như vậy. Mình nói thẳng là mù quáng, bởi vì không biết gì, không thấy vàng đâu mà lại vẫn lấy cái khế ước thư đó để có thể mang gia chủ tiền trang đổi lấy vàng. Vâng, một tình trạng gọi là rất là nhiều bất cập. Thì mình cũng xin bày mẹo cho những anh em mà ví dụ như là mới chơi hoặc là chơi lại thì như sau. Đấy là những cái khế ước thư, thì nếu mà anh em mà chơi Võ Lâm 2 lâu thì cũng đã quá là quen thuộc về cái khế ước thư. Cái khế ước thư đó thì anh em mua tại chủ tạp hóa nha, chủ tạp hóa thành nào cũng có, với giá chỉ là một vàng thôi, với giá chỉ là một vàng tại chủ tạp hóa đây ạ. Cái khế ước thư một vàng đó. Cái khế ước thư này thì có tác dụng là gì? Có tác dụng đó là bạn đi chế những cái nguyên liệu để chế ra lát rồi chế ra máu đó, gọi là kỹ năng sống. Vâng, người ta gọi là trong Võ Lâm 2 người ta gọi là kỹ năng sống. Thì các bạn dùng khế ước thư này kết hợp với thần nông đơn, ủy thác bằng thần nông đơn, các bạn click chuột phải vào thì sử dụng để ủy thác chế tạo ra kỹ năng sống, có thể là tạo ra máu hoặc tạo ra lát. Hiện tại là thường là anh em hay chế ra lát. Đấy, thì mình cũng xin đề cập một cái vấn đề rất là quan trọng như vậy, khi mà rất là nhiều anh em gặp tình trạng này, rất là nhiều người BM cho mình khá là đông, và cũng phải hơn chục bạn đã BM cho mình nói về cái tình trạng là em rồi mình mua cái giao dịch mà người ta lại đưa cho khế ước thư, sau đó là người ta bảo ra chủ tiền trang nhưng lại không nhận thấy vàng đó. Thì các bạn chú ý cho mình, và khi mà các bạn giao dịch, các bạn chú ý thêm một điều nữa là khi các bạn giao dịch thì các bạn giao dịch khi giao dịch vật phẩm trên game thì các bạn cùng giao dịch thì hai người cùng phải đặt vật phẩm vào để giao dịch, chứ không thể là thấy người ta, ví dụ như là bạn muốn lấy vàng thì bên kia cũng phải đặt vàng vào, chứ không thể là thấy đặt vật phẩm khác, ví dụ như là đặt một cái vật phẩm bất kỳ xong người ta nói là lấy cái này ra đổi lấy vàng, và không có bao giờ được tin người ta, rất là nguy hiểm. Thì tình trạng đấy là rất là nhiều anh em trên Facebook rồi trên game BM cho mình, nhưng mà thực sự là tình trạng thực sự là anh em không tỉnh táo gì cả để lừa những cái sự việc nó rất là không đáng xảy ra. Ví dụ như là làm mất một cao su mà nó cho kia khi ước thư vào, nó bảo là ra để lấy 5 cao vàng mà anh em cũng có thể tin được thì mình cũng chịu rồi. Bây giờ giao dịch thì thấy vàng hoặc thấy đồ đạc thì ta giao dịch, còn không thì anh em có thể là nhờ trung gian, hoặc là cùng lắm thì nếu tin tưởng Hình thì các bạn, và rất nhiều anh em tin tưởng thì cũng đang nhờ Hình giao dịch, thì anh em có thể gọi mình qua số điện thoại Facebook bên em cho mình, nhờ mình trung gian trong một lúc thôi, rất là nhanh gọn và tiện lợi, không có gì cả. Thì nó được đảm bảo là hai bên nói chung là anh em không còn phải chịu thiệt hay gì đó.
Thì cũng điểm qua một chút những cái bước bố ngày mấy ngày hôm nay. Thì có vấn đề chính luôn. Vấn đề chính thì hôm nay được sự tin tưởng và ủng hộ của anh em. Một tiếp tục mình giao bán hộ một bạn ở trên Facebook. Rất là nhiều anh em toàn BM của Facebook thôi. BM cho hình của Facebook. Thì một em Thúy Yên Vũ Tiên, chuyển sinh 8 cấp 90, công trạng 400k, thông tin là như hình, phục sinh bét rồi. Trang bị đầu tiên là nón hào hiệp vô hạn, cảm phun đá lăng. Phun đá lăng được hai lỗ, hai đá. Áo hào hiệp vô hạn phun đá, cả ba lỗ. Quần thì được hai lỗ đều tất cả phun đá lăng. Cặp ngọc hào hiệp thường đi theo bảo kích. Bảo kích chủ yếu là anh em mua cái con Thúy Yên Vũ Tiên này thì mua về chủ yếu là đi quay quái tàng kiếm, làm cái gọi là cái cây để đi quay quái tàng kiếm. Chung là rất là nhiều anh em làm cái cây dùng Thúy Yên Vũ Tiên làm cây thôi, đi quay tàng kiếm rất là sướng. Chỉ cần điểm bảo kích 20, bảo kích cộng thêm 100 thì anh em có thể quay thoải mái rồi, quay quái tàng kiếm thoải mái rồi. Quần linh 6 và ngoại trang chuyển sinh 8. Văn sức thì ô đầu tiên, ô thứ hai. Mình chỉ đến đâu các bạn có thể xem thông tin đến như vậy. Xong rồi ô thứ tư, ô thứ năm thì là vô hạn, hỏa hồ 100% vĩnh viễn, lăng ba 10 thành. Vật tịch như trên hình, 86% dòng 388%, kim xá 4. Kinh mạch thì đăng kích kinh mạch 4. Vẫn còn rất là nhiều lắm cho anh em. Đá quý thì còn rất là cũng tương đối là nhiều. Anh em có thể nhìn ở trên hình. Điểm qua một chút về thủ phố thì đồ đạc thì nói chung là cũng ở trong trang bị hết rồi, trên trang bị hết rồi. Còn thủ phố thì gọi là những cái đồ linh tinh. Lạc lội công 150 cái. X3 phục sinh đơn. Hơn 1k hào hiệp lệnh. Đồ đạc thì chỉ như vậy thôi, với giá cực kỳ là rẻ, chỉ 400k cho anh em. 400k một Thúy Yên Vũ Tiên, anh em có thể về quay quái rồi các kiểu đi tàng kiếm. Nói chung là đi tàng kiếm là hợp lý nhất, hoặc là đơn giản là mua cái đánh nhau bình thường thôi ạ. Tiếp tục đến với một ác tiếp theo. Một ác tiếp theo thì ác tiếp theo này là bên GMC chứ không phải là của Vinagame. Ác Thúy Yên Vũ Tiên kia mới là của Vinagame các bạn nha. Thì ác này là của GMC. Thì một anh em khác của BM Chú Hình nhờ bán hộ. Mà anh em nào thích bên GMC, thích yêu thích Ngamida thì có thể xúc em nó về. Đầu tiên là về bét thì bét vô cụ và tỷ lệ sát thương giảm lượng chủ nhân. Nói chung là đi theo kiểu thủ rồi. Châu bò chuyển sinh 9 cấp 93. Chân khí 750k. Kinh mạch đi theo kiểu gọi là cave cho nó trông. Và mật tịch có thể nói là rất là ngon. Bên Vinagame thì bên này cũng có một anh chàng full bảo kích 24. Vinagame thì cũng có hai anh chàng kim xá 6 cũng ba món full bảo kích 24 rồi. Bên này thì có. Thông tin thì Ngamidan lôi hổ xoái các bạn nhá. Ngamidan lôi hổ xoái. Nó đi full giảm thọ thương 5% và 6%. Áo xoái thì linh hoạt 36.
Vâng, thì bên nhà hàng xóm nó bật nhạc to. Anh em đợi chút để mình. Tiếp tục là quần hào hiệp vô hạn. Cặp ngọc lôi hổ xoáy. Đàn sắc xuất xuất chiêu. Như trên hình, nói chung là của GMC. Toàn bộ áp của GMC. Cảm tất cả uẩn linh chuyển sinh chín. Văn sức một dàn hoàn mỹ, linh hoạt gân cốt. Cho nó trâu bò, nhiều máu. Ô 4 vô ô 5 thì vô cụ. Mật tịch 100%, tiến cấp 154 điểm. Xét kim xà lăm, hiệp cốt. Đã mở khóa 12/12. Thì điểm qua một chút về Dương thủ phố xem còn gì không. Thì đây có cả quần lôi hổ xoáy, báo trắng. Sách phá địch. Nói chung là cũng nhiều sách bét. Hiện tại thì chủ ác có inbox cho mình bảo là bên server này thì chỉ có 3 ác như thế này thôi. 3 ác xoáy, Ngami đàn xoáy. Bên server Tàng Long. Thì anh em nào có yêu thích Ngami đàn hay là gì đó thì đồ đạc trên Dương đây. Ngami đàn hay là thích chơi bên GMC thì có thể liên hệ cho Hinh. Vâng. Ngoại trang. Thì giá của ác này, chủ ác đưa ra đi với giá đó là 3 triệu tròn cho một ác Ngami đàn lôi hổ xoáy này. Bên là xem vào Tàng Long, chuyển sinh 9 cấp 93. Anh em làm mua thì liên hệ. Đến với một ác cuối cùng. Một ác cuối cùng là ác này bên Vina Game, bên GMC, xin lỗi toàn thể anh em. Ác đầu tiên là Villa Game, còn hai ác là Ngami Đàn, Thiếu Lâm Quyền cuối cùng. Thì bên GMC với giá rẻ cho anh em là thích chơi bên GMC. Đầu tiên về thú nuôi. Hiện tại thì có bé 6, bé 5 thì như trên hình. Tin tức chuyển sinh 8 cấp 94. Có tôn. Nói chung là thông tin thì như hình mạch 4. Trang bị thì 4 món hào hiệp vô hạn và một set kim xà lăng. Đã mở khóa và tẩy ok. Tên là nón đi theo sinh lực. Tất cả đều phun đá hết rồi. Cặp ngọc hào hiệp thương.
bao tay hào hiệp vô hạn, nhân vật cấp 8. Văn sức thì ở ô đầu hoàn mỹ, ô 2, 3, 4, 5 thì là vô hạn. Cú cưỡi kiếm mật tịch 92%, được hỗ trợ bên GMC được hỗ trợ 8%, thì cũng là nói chung là vừa hay sút được 6 ô. Xét kim xà lăm thì nói chung là tẩy ngon, chung là áo choàng huy chương đều nội lực 80. Có cả ngoại trang thu và tuế, ngoại trang màu vàng vàng rất là đẹp này. Rất là nhiều ngoại trang lưu thủ áo, thủ cưỡi kiếm, tần tướng hoàng. Điểm đổi quần linh bạch quần áo thì hiện tại là áo thì là 4k, tụ bảo trai là 7k. Anh em chịu khó đi làm nhiệm vụ của linh bạch thì khoảng nửa tháng là có thể là có quần linh bạch đeo rồi, nó trông. Đồ đạc tất cả là như trên hình. Đồ cục cộng 8 cho anh em nào có nhu cầu yêu thích về đập đồ cho nó vui, vui tay. Ngoài ra còn dư set kim xà 4, các kẻ off cũng rất là ngon. Mật tịch tụ khí là quyển này 89%. Mật tịch sút, mật tịch chính là quyển đây. Vô ảnh 6 ô. Thì sinh 8 cấp 94. Thì toàn là cuối cùng là về giá bác thì toàn bộ app này, chủ app có inbox cho mình là nâng cấp đến hiệu 10 rồi, thì là toàn bộ app này chỉ là 800k thôi. Anh em nào có nhu cầu mua về chơi cho nó vui thì có thể là liên hệ cho mình số điện thoại và Facebook. Hoặc là anh em có nhu cầu giao dịch với nhau hay là bất cứ một cái gì, có thể liên hệ cho Facebook cho Hình để có thể an toàn trong quá trình giao dịch đồ đạc, giao dịch app. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo.